Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Mới. Trong những ngày qua, tình hình lũ lụt tại Trung Quốc đang thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi. Tới ngày Chủ nhật, sau khi trải qua những ngày cao điểm của trận Đại Hồng Thủy, với mực nước có thời điểm vượt mốc đỉnh lũ năm 1998, phía Trung Quốc đã tuyên bố đập Tam Hiệp an toàn vượt qua đỉnh lũ. Tuy nhiên, trận lũ số 2 trên sông Trường Giang vẫn đang cuồn cuộn đổ về, báo hiệu một thách thức mới cho con đập lớn nhất hành tinh. Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ, nghênh đón trận Hồng Thủy thứ 2. Trong những ngày qua, mưa lớn làm hình thành lũ số 2 trên sông Trường Giang, đồng thời làm gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông này. Đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 mét khối trên giây, trong khi lượng nước xả ra là 33.000 mét khối trên giây. Ước tính 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ. Theo tập đoàn Tam Hiệp, sáng cùng ngày, 3 cửa xả lũ ở đập Tam Hiệp đã mở để xả bớt nước trong hồ chứa. Trong khi xả lũ, mực nước trong hồ chứa đạt 160,17m, cao hơn 15m so với mức giới hạn lũ. Trước đó, cơ quan chức năng thông báo đợt lũ thứ 2 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Dự kiến đợt lũ này sẽ suy giảm sau khi đạt đỉnh vào thứ Bảy. Tuy nhiên, một đợt lũ mới có thể sẽ đổ về đập Tam Hiệp vào thứ 3 tuần sau. Cùng ngày, báo động đỏ lũ lụt mức cao nhất trong hệ thống 4 bậc đã được đưa ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nơi có sông Dương Tử chảy qua. Theo chính quyền địa phương, mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Nam Kinh đạt 10,26m vào lúc 7 giờ 50 phút sáng thứ Bảy, vượt mức cảnh báo 1,56m. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày thứ Sáu đã chỉ đạo chính quyền địa phương và đảng viên chịu trách nhiệm ngăn ngừa thảm họa do lũ gây ra và thực hiện công tác cứu hộ. Đây là chỉ đạo phòng ngừa và kiểm soát thiên tai lần thứ 3. Từ ông Tập trong vòng chưa đầy 3 tuần, ông Tập nhấn mạnh chính quyền địa phương và các đảng viên nên được huy động tham gia chống lũ và họ nên cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào năm nay, tổng cộng 433 con sông cũng như các hồ lớn như Động Đình, Bà Dương, Thái Hồ đã ghi nhận mực nước vượt mốc cảnh báo. Trong đó, 33 con sông có mực nước chạm mốc kỷ lục. Lượng mưa trung bình từ tháng 1 đến nay đã phá vỡ kỷ lục của năm 1961, thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc bác bỏ tin đồn vỡ đập Tam Hiệp. Từ phía tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện, họ khẳng định đập Tam Hiệp đã thành công vượt qua đỉnh lũ lớn nhất trong năm, duy trì vận hành ổn định và an toàn. 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn. Nhiều địa phương khác nằm trong lưu vực sông tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mực nước các sông hồ dâng cao. Công ty vận hành đập Tam Hiệp cũng bác bỏ tin đồn con đập trên sông Dương Tử vỡ hoặc biến dạng. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nhà địa lý học cho rằng hồ chứa đập Tam Hiệp không có khả năng tác động đáng kể đến những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất. Theo đơn vị quản lý đập Tam Hiệp, ý kiến của nhà địa lý học trên đã bỏ qua thực tế. Nhiệm vụ phòng chống lũ của dự án Tam Hiệp tập trung chủ yếu ở khu vực thành Nam Kỳ. Với dung tích hồ chứa nước lũ ở mức 22 tỷ mét khối, khu vực này được thiết kế để ngăn các đợt lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng với đập Tam Hiệp, có vai trò quan trọng trong ngăn chặn tình trạng lũ vượt quá tầm kiểm soát. Nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, các thành phố xung quanh những khu vực này sẽ chủ yếu dựa vào các công trình thoát lũ của từng đô thị. Trong bối cảnh đó, đập Tam Hiệp vẫn có thể tham gia hỗ trợ bằng cách giữ nước để giảm thiểu sức ép cho những thành phố này. Hiện tại, khi mực nước hồ dâng cao sau nhiều đợt lũ lụt, các tổ máy thủy điện ở đập Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất. Với công suất phát điện kết hợp với 22,5 kW, dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc là hệ thống điều tiết nước đa chức năng, bao gồm đập dài 2.309m và cao 185m, âu tàu 5 tầng và 34 tổ máy phát điện. Trung Quốc vá đê thủng gần hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực vá những con đê bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt thời gian qua.
Theo đó, Trung Quốc thông báo việc lỗ thủng dài 188m của đê Zhongyu gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia này, nằm tại tỉnh Giang Tây, tỉnh phía đông Trung Quốc, hiện đã hoàn thành. Con đê này bị thủng sau khi mưa lớn liên tiếp đổ xuống. Việc vá đê bắt đầu diễn ra vào tuần trước, bắt đầu từ việc mở rộng và củng cố đường để máy xúc có thể đi qua. Tiếp đó, một lượng lớn đất và đá đã được đưa tới để vá lỗ thủng. Ở giai đoạn cuối, những tảng đá lớn được dùng để làm giảm tác động của dòng nước lũ. Mức nước ở 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức nguy hiểm từ đầu tháng này. Trong số này có 33 con sông dâng tới mức nước cao kỷ lục. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay nhiều di tích lịch sử bị phá hủy do lũ. Mặc dù đập Tam Hiệp vẫn an toàn sau lũ, đợt mưa lớn trong ngày thứ Bảy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh khiến 21.500 cư dân phải sơ tán, khoảng 23.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Những ngày mưa xối xả đã làm mực nước sông Trường Giang và Ngô Giang dâng cao. Mực nước của các con sông và suối ở phía đông Trùng Khánh dự kiến sẽ còn tăng thêm. Trong khi đó, 5 trạm thủy văn trong lưu vực sông Trường Giang vượt có mực nước cao nhất trong lịch sử. Đơn cử, mực nước tại một trạm thủy văn dọc theo Ngô Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử, tăng từ 5,55m lên 225,03m, vượt mức báo động trong ngày thứ Bảy. Tại tỉnh An Huy, địa phương nằm ở hạ du sông Trường Giang, giới chức đã nâng ứng phó với lũ lên mức cao nhất trong tháng và tối thứ Bảy. Hiện tại, cả dòng sông Trường Giang đoạn chảy qua An Huy và sông Hoài đều chứng kiến mực nước vượt mức báo động. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử chứng kiến những thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất khi mực nước các hồ dâng cao, các cây cầu cổ, tường thành và các tòa nhà bị phá hủy. Theo Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia, hơn 500 di tích văn hóa không thể di chuyển đã bị thiệt hại do lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc. Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 500.000 đô la cho các công tác cứu hộ di tích. Như vậy, sau đợt đỉnh điểm lũ trên sông Trường Giang gây thiệt hại nặng nề, phía Trung Quốc hiện đang gấp rút sửa chữa lại hệ thống đê điều bị ảnh hưởng, bất chấp tuyên bố đập Tam Hiệp đặt an toàn vượt qua đỉnh lũ. Trước con lũ số 2 đang hình thành tại thượng nguồn sông Trường Giang, khả năng ứng phó của con đập lớn nhất thế giới này là một lần nữa được thử thách. Thưa quý vị, nhiều quốc gia quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ và cả những quốc gia Tây Âu như là Anh, Đức và Bỉ đang đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua. Nhiều nơi đã gây ra những cơn lũ lụt nghiêm trọng. Riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ. Khi đón cơn siêu bão pháo hoa, bão số 3, chỉ vài ngày sau trận mưa lũ nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu. Chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Chuyên gia cảnh báo mưa lũ cực đoan không loại trừ Việt Nam. Nhiều quốc gia quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ tới cả quốc gia Tây Âu như Anh, Đức và Bỉ đang đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua. Nhiều nơi đã gây ra cơn lũ lụt nghiêm trọng. Riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ khi đón cơn siêu bão số 3 chỉ vài ngày sau trận mưa lũ nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu. Chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng một tiếng, từ 16 giờ đến 17 giờ ngày thứ Hai, mực nước mưa đo được là 201,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt 609mm. Con số này gần tương đương lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là xấp xỉ 645mm. Trạm thời tiết Trịnh Châu gọi đây là trận mưa nghìn năm có một. Cơ quan tài nguyên nước của Hà Nam thậm chí còn tuyên bố mực nước mưa được ghi nhận tại một số trạm 5.000 năm mới có một. Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Các nhà khoa học cho rằng trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng. Thứ nhất, hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Thứ hai, bão số 4 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía tây Hồng Kông, sáng thứ hai với cường độ tương đối cấp 1.
Điều kiện thứ ba là bão số 3 di chuyển về phía bắc Đài Loan. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn chỉ ra mưa lũ cực đoan xảy ra là do tác động của biến đổi khí hậu. Các trận mưa lũ lớn tháng này cũng xảy ra ở Đức và Bỉ, cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 200 người. Các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã dự đoán sự gia tăng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan khi khí hậu trái đất nóng lên do ảnh hưởng của sữa ấm lên toàn cầu. Nói một cách đơn giản, không khí ấm hơn có thể giữ và vận chuyển nhiều nước hơn vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang hiện hữu chứ không còn là chuyện của tương lai. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là biểu hiện của thời tiết khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu. Brian Eiler, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Nước Bền Vững kiêm Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Seaston ở Mỹ, nói với VN Express, tất cả các quốc gia, kể cả Việt Nam, đều có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cực đoan như Trung Quốc. Vào những tháng mùa thu năm 2022, bờ biển miền Trung của Việt Nam đã bị tàn phá bởi gió mùa dữ dội gây ra lũ lụt kỷ lục. Đợt mưa bão dữ dội đó có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở Trung Quốc vài ngày trước, Eiler nói thêm. Matt Mueller, giáo sư về khoa học khí quyển tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, cũng đã cảnh báo trên khắp các vùng nhiệt đới, lượng mưa và lũ lụt cực đoan đang gia tăng và có nguy cơ còn tăng hơn nữa khi hành tinh nóng lên, không khí dư âm nhiều hơn. Vì vậy, ở những vùng vốn dễ có mưa như Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng của đới hội tụ liên trí tuyến, vùng có áp suất thấp và chuyển động không khí tăng lên trong khí quyển, chúng ta có thể chứng kiến nhiều trận lũ lụt cực đoan xảy ra hơn, ông nói. Những cơn bão dữ dội rõ ràng sẽ là một phần trong tương lai của chúng ta và sẽ không biến mất. Vì vậy, các chính phủ, thành phố và vùng nông thôn cần phải có biện pháp thích ứng với các điều kiện mới, Eiler bình luận. Ông chỉ ra rằng một số đập ở Trung Quốc bị vỡ do mưa dữ dội. Ông cho rằng cần gia cố đập để chống chọi tác động của biến đổi khí hậu bằng cách xây tường cao hơn và chắc chắn hơn, hoặc chúng phải được rút nước hay dỡ bỏ hoàn toàn khi có bão. Nếu không, việc xả nước đột ngột từ một con đập để ngăn nó bị vỡ trong một cơn bão dữ dội sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở hạ lưu. Các chuyên gia nêu những biện pháp chống chọi mưa lũ như áp đặt các quy chuẩn xây dựng, đòi hỏi cấu trúc bền hơn, có khả năng chịu nước hơn và nâng cao các bờ sông, cải thiện hệ thống thoát nước. Eiler nhấn mạnh rằng hệ thống cảnh báo sớm là yếu tố quan trọng cần phải được cải thiện, ông Mueller cho biết. Hãy nhìn vào điều đã xảy ra ở Hà Nam, Trung Quốc. Hệ thống cảnh báo sớm có thể đã ngăn hành khách đi tàu điện ngầm và cứu nhiều mạng sống. Hôm thứ Hai, hàng trăm người đã mắc kẹt trong tàu điện ngầm ngập nước ở Trị Châu. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt nóc tàu để giải cứu những người mắc kẹt bên trong khi nước lũ dâng cao dần. Tuy nhiên, 12 người đã thiệt mạng. Các địa phương phải đánh giá tần suất xảy ra sự kiện lũ lụt, vốn được coi là 100 năm, 500 năm hay 1.000 năm mới có xảy ra một lần, và điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Trận lũ lụt ở Hà Nam được mô tả là sự kiện 5.000 năm mới có một lần. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ chứng kiến một trận mưa lũ khác với cường độ mạnh như vậy xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong đời mình, Eiler bình luận. Giáo sư Men cho rằng cần phải xử lý tận gốc vấn đề. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng giải pháp thực sự duy nhất là hành động toàn cầu về khí hậu. Việt Nam nên làm hết sức để kêu gọi các nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc và Mỹ giảm lượng khí thải carbon. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!